Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vinh Gà sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái cách tưới nước hay là một cái cách chăm sóc đặc biệt cho cái cây hoa hồng trong cái mùa thu mùa đông như thế nào để cho cái cây hoa hồng của các bạn nó phát triển đẹp. Và cũng có rất nhiều người hỏi Vinh Gà là có theo dõi được những cái kênh này kênh khác nói là cắt nước cho cây hoa hồng thì để cho cái cây hoa hồng nó phát triển bộ rễ ăn sâu xuống, thì Vinh Gà sẽ chia sẻ để đến các bạn cái cách làm này và cũng là giải đáp được cái thắc mắc của mọi người nói là như thế nào các bạn nhé. Thì thưa các bạn là ở trong cái mùa hè á, đúng không ạ, ở trong mùa hè hoặc là chúng ta trồng những cây hoa hồng có những cái giá thể trong những cái chậu á, thì nó bị rất là chai lì hoặc là nó bị nhão bùn, nó không thoát được nước, nó gây ướt làm cho cái bộ rễ của cây hoa hồng nó rất là kém phát triển. Cho nên khi chúng ta bước sang cái mùa thu này á, mùa đông này bắt đầu trời nó có sương rồi, thì các bạn nhất thiết nên cắt nước cây hoa hồng một lần. Tức là gì? Các bạn cắt nước đến khi nào cảm thấy cái chậu hoa hồng của các bạn nó khô hẳn cái đất ở trong chậu, thì đó là một cái cách để các bạn kích rễ cây hoa hồng rất là tốt, thì Vinh Gà muốn là chia sẻ đến các bạn. Ở đây thì Vinh Gà đã cắt nước của những của cái vườn hoa hồng Vinh Gà từ cái đợt mưa đến bây giờ, từ cái đợt mưa trước đến bây giờ các bạn nhé. Có những cái chậu nó khô trắng ở đây này. Đấy, các bạn để ý có những cái chậu nó khô hẳn này, đất nó khô hẳn như thế này luôn, Vinh Gà vẫn không tưới các bạn nhé. Và cũng có những cái chậu thì nó không khô được đây các bạn, vẫn chưa khô hẳn được này. Đó là Vinh Gà cắt nước đây các bạn nhìn này, cắt nước này, nó khô đến như thế này luôn đó, đất nó khô đến như thế này luôn, các bạn thấy không, nó chỉ còn là ẩm ở dưới, thậm chí là có những cây á cái ngọn nó héo luôn như thế này các bạn. Đó là khi mà buổi chiều đến là nó héo như thế, thì các bạn xem cái đất của trong cái chậu của nó này, các bạn thấy đất ở trong chậu nó khô như thế này đó, các bạn thấy nó khô không ạ? Đó, nó khô đến mức như thế này các bạn nhé. Đây là cái cách mà Vinh Gà làm. Và Vinh Gà khuyên là đây các bạn, tất cả những cái chậu này Vinh Gà đều cắt nước này. Những cái chậu cắt nước nó khô trắng này. Đó, thì cũng có những cái chậu nó chưa khô hẳn, cho nên Vinh Gà vẫn chưa tưới. Và kể cả có những cái chậu, những cái bầu Vinh Gà trồng lại cây này còn không tưới nước luôn các bạn nhé. Đấy, đây, những cái bầu mà trồng lại cây còn không tưới nước luôn. Đây, những cái cây này các bạn nhìn. Đấy, Vinh Gà không tưới nước đến cái nỗi đất này. Đây rễ của nó đây. Đây các bạn nhìn cái rễ của nó nhá. Đó, tại sao Vinh Gà lại nói là nó là kích rễ? Thì Vinh Gà lại lấp nó xuống này các bạn. Đó. Bây giờ Vinh Gà sẽ giải thích cho các bạn xem tại sao và các bạn nên làm như thế nào trong cái cách chăm sóc như thế này các bạn nhá. Thưa các bạn, cắt nước cho cái cây hoa hồng ở cái mùa thu này nó rất là hợp lý ở chỗ là gì? Bởi vì là mùa hè thì chúng ta trời nó nắng nóng quá, chúng ta không tưới không được, đúng không ạ? Không tưới thì sợ nó chết, nó hỏng cây. Chúng ta phun sương ở trên thì nó vẫn ướt đất. Những cái chậu mà nó khó khô đất thì nó rất là khó. Thế nhưng mà sang cái mùa thu đông này thì buổi tối trời nó có sương và cái không khí trời nó mát bớt. Ngay kể cả những hôm trời nắng thì nhiệt độ nó cũng rất là giảm rất là nhiều. Cho nên là chúng ta có thể cắt nước cho cây hoa hồng. Thì tại sao lại cắt nước là gì? Khi chúng ta tưới nhiều như vậy có những cái chậu nó bị úng nước hoặc cái thừa nước, thì những cái rễ của cây hoa hồng nó thò ra nó lại bị thối ở cái đầu rễ đó. Thì như cái rễ mà Vinh Gà vừa cho các bạn xem nó đúng không ạ? Đó là cái rễ mà sau khi cắt nước nó ra rễ như vậy. Thì các bạn cắt nước nó được một cái điểm lợi gì? Cái bộ rễ của cây hoa hồng, tất cả những cái rễ mà nó bị kém đúng không ạ? Nó bị kém, nó trong cái tình trạng bị úng nước, bị sót phân, thì bây giờ nó sót rễ thì bây giờ nó ra cái rễ đó. Và trong cái thời gian mà các bạn cắt nước khoảng cỡ 1-2 tuần đó thì các bạn cũng sẽ không bón bất kỳ, tưới bất kỳ một loại phân gì. Đến khi các bạn thấy trời nó mưa khô như vậy thì các bạn trời nó khô, cái đất ở trong chậu nó khô như vậy thì các bạn có thể là bắt đầu tưới, đúng không ạ? Có thể bắt đầu tưới cho cây hoa hồng được, và các bạn tưới các cái dòng phân, đúng không ạ? Trước hết là các bạn pha loãng các cái dòng phân các bạn tưới. Nếu các bạn có những cái dòng GE hay là cái dòng phân để tưới thì các bạn pha để các bạn tưới trước. Sau đó thì các bạn mới sử dụng những cái dòng phân khô để các bạn bón cho cây hoa hồng. Như vậy là các bạn sẽ kích được một cái bộ rễ cây hoa hồng nở toàn diện. Và có rất nhiều người hỏi tại sao cái vườn hoa hồng của Vinh Gà nó ít lá như vậy, có phải là Vinh Gà nhặt đi không? Không phải, Vinh Gà vừa cắt nước nó, vừa ngưng bón phân nó, thì những cái lá mà bị bệnh khi bộ rễ mới nó phát triển ra, những cái lá bị bệnh nó tự rụng đi các bạn nhá, tự khô tự rụng đi. Đấy, trên đây là một cái kinh nghiệm mà Vinh Gà chia sẻ, và có rất nhiều những người thắc mắc với Vinh Gà như vậy, thì Vinh Gà muốn chia sẻ để quý vị và các bạn có thể là nắm bắt được cái cách này và làm như vậy. Các bạn cứ cắt nước về mùa đông, mùa thu mùa đông thì các bạn cắt nước cho cây hoa hồng đi cho Vinh Gà khoảng cỡ 1-2 tuần thoải mái luôn, không vấn đề gì các bạn nhé. Không chết cây hoa hồng được. Nếu mà các bạn sợ chết thì các bạn có thể để ý là buổi sáng các bạn dậy là sẽ có sương ở trên cái cây, nó làm cho cái cây hoa hồng của bạn nó có sương, nó không làm chết cây hoa hồng được, nó sẽ hấp thụ từ trên lá xuống dưới thân. Đấy, thì Vinh Gà muốn chia sẻ với các bạn cái video ngày hôm nay như vậy. Nhưng mà ở chỗ Vinh Gà thì đến ngày hôm nay á, là thực sự ngày hôm nay bắt đầu có cái áp thấp nhiệt đới, thì bắt đầu có mưa, thì Vinh Gà cũng đã cắt
nước được cái cây hoa hồng được khoảng cỡ gần 2 tuần rồi, và đến hôm nay thì một số chậu nó đã được rồi. Thì bây giờ Vĩnh Cà muốn là nói thêm các bạn là khi các bạn cắt nước xong và đến cái giai đoạn bón phân thì các bạn nên làm cái gì? Trong cái giai đoạn mà các bạn cắt nước, đúng không ạ? Trong cái giai đoạn cắt nước mà các bạn cắt nước nó chuẩn bị xong thì các bạn có thể lấy cái cây, đúng không ạ? Các bạn lấy cái cây, các bạn xăm cái đất này. Các bạn để ý là đây các bạn nhá, các bạn lấy cái cây bạn xăm cái đất lên, xăm cái đất của cái chậu lên như thế này cho nó tươi cái đất trên mặt chậu như thế này các bạn nhá. Đó các bạn nhìn này, khi mà nó khô thì nó sướng này, này. Chúng ta tạm Vĩnh Cà chọc cái tay này là nó ra này. Đó các bạn thấy không ạ? Các bạn chọc cái tay như thế này là nó sẽ ra. Đấy, nó sẽ ra cái đất như vậy. Nó sẽ nở tươi cái đất này ra. Thứ nhất là để cho cái đất của các bạn nó không bị chai lì này, đúng không ạ? Thứ hai nữa là để cho cái cây của các bạn nó thoáng khí, nó thoáng khí, nó có thể trao đổi chất. Nó có trao đổi chất nó dễ hơn, và khi các bạn bón phân hay là gì thì nó sẽ dễ cho cái cây nó hấp thụ hơn, và lúc mà cái cây nó ra bộ rễ mới thì cái bộ rễ của nó sẽ ăn tốt hơn. Đó là cái cách mà các bạn bắt buộc nên làm trong cái mùa này là như vậy. Trên đây là Vĩnh Cà muốn chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn có thể là nắm bắt được và làm. Thưa các bạn, thì Vĩnh Cà ngắn gọn lại là gì? Các bạn nên cắt nước cây hoa hồng một lần, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn là lấy cây, các bạn nới cái mặt đất của cái chậu lên để cho cái giá thể của bạn nó tươi hơn và cái cây của bạn nó thoáng, nó có thể trao đổi chất được. Và tiếp nữa là khi đó thì các bạn có thể là khi đất nó khô, các bạn có thể là dùng các loại phân phân nước hoặc là những cái dòng phân mà có thể pha ra để tưới cho cây trước, sau đó các bạn mới sử dụng các cái dòng phân khô các bạn bón các bạn nhé. Chúc quý vị và các bạn làm cái điều này với cái vườn hoa hồng của mình nó thành công, và mong là quý vị các bạn xem video mà cảm thấy nó hay và ý nghĩa với người chơi ấy, thì đừng tiếc Vĩnh Cà một nút like, và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vĩnh Cà, và cũng đừng quên nhấn nút chuông ở bên cạnh để nhận thêm những video mới từ Vĩnh Cà Vlog 3. Vĩnh Cà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video sắp tới của Vĩnh Cà. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc.